Chào các bạn đến với kênh YouTube Vui Vẹn Toàn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách làm một danh sách sổ xuống để nhập dữ liệu vào một ô. Ví dụ như mình có một danh sách các quận huyện ở thành phố, mình muốn nhập vô chỗ này vô một ô một bảng nào đó. Thay vì mình phải gõ lại ví dụ như quận 12 hay là quận Thủ Đức, thì cách gõ này nó lại lâu, nên mình gõ thủ công vậy thì lâu, nên do đó mình muốn chọn một cái hướng dẫn các bạn là chọn một cái danh sách. Khi mình bấm có cái bấm vô đó thì nó sẽ sổ xuống một cái danh sách và mình chọn nó vô, mình không cần phải bắt nhập thủ công vậy, nó sẽ lâu, nó sẽ giúp mình tiết kiệm được thời gian và nhanh chóng để thực hiện cái này. Thì trước hết hiển nhiên mình phải có một cái bảng danh sách dữ liệu của nó, dữ liệu mình cần để mà sử dụng. Rồi bước tiếp theo thì mình muốn mình chọn tới cái phần dùng, mình muốn add đưa dữ liệu vào trong đó, thì cái phần này có thể là hàng hoặc là cột hoặc là ô, tùy các bạn muốn. Hiển nhiên cái này thì không có ai chọn một ô hết, nhưng mà mình làm một ô cũng được. Sau đó mình có thể nhân nó ra thành cột, hoặc là nhân nó ra thành hàng, thì cái này cũng được, không sao cả. Thì cách thực hiện như sau, thì ban đầu mình chọn vô dùng mình muốn điền dữ liệu, sau đó mình chọn vô phần tab data. Rồi mình chọn vô phần data validation. Ở phần allow mình chọn danh sách list. Sau đó mình chọn vào nguồn. Nguồn mình sẽ nạp vào danh sách đó, cái phần dữ liệu đó. Thì ở đây mình muốn chọn cái này. Rồi, sau khi chọn xong thì mình có thể là nhấn enter hoặc là nhấn cái nút này để quay trở lại cái bảng này. Và bên phần tab setting, nãy nói là tab setting nha các bạn. Giờ mình qua phần tab input thì mình có thể điền một cái phần ghi chú cho nó hiện. Ví dụ đây mình ghi là chọn từ danh sách sổ xuống. Phải là ghi chú hoặc là hướng dẫn. Rồi, vậy là xong. Bấm OK. Đây, thì cái phần nãy bên kia thì nó hiện ra đây, ghi chú chọn từ danh sách sổ số. Đây, nó có phần mũi tên. Bấm chọn. Vậy là danh sách nó hiện bên đây này, nó hiện thành một cái danh sách, mình chỉ cần click chọn. OK. Đơn giản mà đúng không các bạn? Easy. Cái này là nãy mình đã làm thử hàng cho các bạn ha. Giờ mình sẽ làm thử một cột. Thì mình cũng y vậy thôi. Chọn cái dùng mình cần muốn add dữ liệu vô. Vô phần 1 data. Tab data. Vô phần data validation. Ở phần setting thì ở mục allow mình chọn là list. Và chọn nguồn. Đây, chọn nguồn là chọn bảng này. Bảng này mình muốn nhập vô đây á nên nó là nguồn. Ở phần input message thì mình thêm cái phần hướng dẫn vô, chọn từ danh sách sổ số, thì đây là từ hướng dẫn.
xong. Rồi cái đánh bên đây nãy mình chưa nói thì mình có thể nói thì cái này là cái phần lỗi, nếu mà mình chọn đúng chọn từ danh sách theo hướng dẫn này nhưng mà nó không có hiện ra thì mình có thể ghi đây báo người báo người làm file cho họ kiểm tra lại. Nào, hướng dẫn chọn từ danh sách sơ số. Rồi, vậy mình cứ chọn thôi. Chọn cái gì chọn, giờ mình chọn đó. Bên. Đơn giản mà đúng không các bạn? Rồi, hồi nãy mình có nói là thay vì chọn hàng hoặc là chọn cột thì mình cũng có thể làm tương tự chọn ô cũng vô data cũng data validation rồi cũng ở phần setting chọn list chọn nguồn chọn đi chọn từ danh sách sản xuất dạng vậy là xong ok đó nó cũng ra như vậy rồi sau khi chọn xong thì cái này mình có thể sử dụng là nhân ra đó. Rồi hiển nhiên là dưới này thì nó chưa có mình nên xóa cái dữ liệu đi thì nó cũng có thì lúc này mà những cái ô này nó cũng có được cái danh sách như như cái này mình làm thì cái tạo danh sách này nó không có giới hạn trong một sheet này ví dụ như sheet này nó chứa dữ liệu ha thì không nhất thiết phải làm điền vô trong cái bảng thuộc cái sheet này mình có thể làm ở một cái sheet khác mình lấy dữ liệu từ sheet một cái bảng sheet một này mình điền qua dữ liệu ở sheet 2 thì làm thì cũng làm tương tự vậy thôi cũng chọn nơi mình muốn điền dữ liệu rồi vô mục data đây ta rồi chọn data validation ở phần setting cũng chọn ở mục allow mình chọn list ở mục nguồn mình chọn nguồn mình bấm vô sheet 1 đây mình cũng quét cái phần nguồn rồi ở đây thì mình cũng nhập đó không nhập cũng được nha các bạn mình nhập tại người khác nếu mà sử dụng file của mình á thì họ biết cách làm. Rồi thì xong bấm ok đây nó cũng sẽ có đây quá nhanh quá nguy hiểm quá đơn giản đúng không các bạn xong xong phần hướng dẫn này thì cái danh sách này thì mình có thể nhập bất kỳ hoặc tên hoặc số hoặc chuỗi dữ liệu thế nào cũng được nó chỉ điền phần vô đây nó chỉ điền dữ liệu thôi kết thúc phần hướng dẫn của mình nha các bạn hẹn các bạn vào
Rồi, ok, xong, kết thúc, tạm biệt.